Xin chào các bác nha. Chào mừng các bác quay trở lại với kênh YouTube của tôi nha. Và hôm nay tôi sẽ mổ tổ ong dươi này nha các bác nha. Tổ ong này thì mình thấy lâu, hôm nọ mình mổ 2 lần rồi các bác ạ. Nên là hôm nay mổ tiếp lần thứ ba nha. Để mình quay cho các bác cùng xem này, ong này. Đó, các bác này. Tổ này có vẻ là không đông mấy nha các bác nha. Đây. Đó. Mình sẽ dùng khóa nha các bác nha. Đây. Không cho khói thì không dám lấy được nha. Mùa này thì ong nó rất là ác nha các bác nha. Phải có tí khói cho nó nếu phê phê mình mới lấy nha. Đó các bác này, nhìn này, không biết có mật không nha các bác nha. Đây phải nói là cực kỳ nha các bác nha. Đầu tiên là miếng thứ nhất nha các bác nha. Không có gì nhá. Những thứ hai nha các bác nha, đây đó, chỗ này toàn là mật hết nha các bác nha.
Mình tiếp tục lấy thêm nha các bạn nha. Có vẻ là nhiều mật đấy các bác ạ. Đây. Đó. Ui rồi các bạn nhìn này. Toàn mật hết nha các bạn nha đây. Đó, đây. Không làm như này thì ong nó không chạy đâu các bác ạ. Mình phải dùng khoái nó mới chạy nha. Các bạn nhìn này, trong này còn rất là nhiều nha các bạn nha. Ui giời, bị một phát rồi các bạn đây. Đây là cái kim của nó nha đây. Ui giời, đau lắm các bạn ạ. Mà kiếm nó. Đây mật còn ở trên này nha các bác nhá. Cục khu này này. Đó, cục khu này lên nhá, ở bên trong nhá. Trong còn rất là nhiều nha các bạn nha. Chỗ này thì là nhộng nha các bạn nha. Còn mật thì ở bên trong rất là sâu nha các bạn nha. Hết rồi các bác ạ. Bên trong cũng không có mình rồi nha. Bây giờ mình sẽ đắp lại cái cửa này nha các bác nha.
Úi dồi. Các bạn, mình đã lấp xong cái cửa này nhá. Đó. Còn đây là thành quả của cái tủ này nhá các bạn nhá. Đây. Nhất tiên là nó không có mẩn mấy nha các bạn nhá. Các bạn ạ, thành quả của cái tổ ong đây nhá. Đây. Có mẩn nhưng mà cái mẩn này mẩn nó pha cả các con của nó nhá. Đây, còn đây là cái tai của đôi này. Bị hai pha nha các bạn nhá. Đó. Và tôi sẽ ăn miếng này thử nha các bạn nha, xem có ngon không nha. Đây đó, mận này vẫn có cả cái phấn hoa nha các bạn nha, vẫn nha bên này này đó. Và clip của mình sẽ dừng tại đây nha. Chúc các bạn có một buổi tối vui vẻ nha các bạn. Nếu mà thấy clip của mình hay thì nhớ đăng ký kênh của mình nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những clip tiếp theo nha.